Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 405. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đã ghim ở bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ trải qua thêm vào kinh văn bất diệt cũng tham ngộ bí pháp đại đạo của đạo tử chân đẳng nhục thân sở phong cứng cỏi tới mức bất khả tư nghị nếu không như thế chỉ một kiếm mà thôi đủ để chém giết sinh linh cấp hẳn thậm chí là đạo tử cũng muốn nuốt hận mà chết chỉ mấy bản lĩnh này sao không được lạc thiên tiên mở miệng gương mặt tuyệt mỹ đầu đầy tóc đen phấp phới nàng dường như rất thất vọng nàng quả thật cảm thấy nếu sở phong chỉ ở cấp bậc này vẫn không đủ để ép nàng tới cực hạn. Không thể ma luyện thiên công vô địch nào đó của nàng. Loại lời nói này của nàng được thành đại trong trời xanh lý giải rằng Sở Phong sắp bị đánh bại, không đủ đối địch với lạc thiên tiên. Đàn ông thật sự hận nhất người khác nói không được, ta là sở trung cực, hiện tại nhiệt thần kết thúc. Âm thanh sở phong trầm thấp, hắn không phân tâm nữa. Nhưng mà hắn vẫn đang xem cửa trong cơ thể Thử hoàn toàn nảy ra một cánh cửa đặc thù sao nào vậy thì người đến đây lạc thiên tiên đứng trên khổng trùng dáng người thon dài đội giáp tổn hại bao vây lấy đường cong kinh người Đôi mắt đẹp của nàng thâm thúy Ấn ký đạo văn trên ấn đường có chút đỏ tươi cực kỳ lãnh diễm nàng ý bảo sở phong triển khai thủ đoạn lớn mạnh nhất tiến công hắn rầm sở phong chuyên trú về một cửa đặc biệt nào đó trong cơ thể tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng lập tức tăng lên tới mức làm cho người ta khiếp sợ. Thần điệu tiệt chớp xé rách hư không, xuyên qua thiên địa, nháy mắt đã đến trước người lạc thiên tiên. Quyền ấn của sở phong sáng lạng như thái dương, vượt qua lý giải của mọi người, cực nhanh đánh về phía trước. Giờ này khắc này hắn hiểu được, cánh cửa kia quả nhìn có quan hệ với tốc độ. Khi hắn, nội quan, liền phát hiện phụ văn giống như lúc trước học và thiểm điện quyền hiện tại được chứng thực nó có thể tăng tốc độ cái gì đó là thiểm điện quyền đại thành trong giai đoạn tuổi trẻ hắn lại có thể lĩnh ngộ thấu triệt quyền ấn này có người tỏ ra vô cùng sợ hãi sở phòng giống như tiệt chớp tốc độ quá nhanh dùng nhục thân lại vượt qua không gian vặn vẹo thời không ngay cả mảnh nhỏ quang âm cũng hiện ra ở đây lượn lờ chung quanh nhưng mà mọi người cũng không biết đây căn bản không phải thiểm điện quyền chỉ được kết quả tốc độ bản thân sở phòng tăng lên tới cực hạn. là hắn tạm thời vứt bỏ các cửa khác và tập trung toàn lực thúc đẩy cánh cửa kia dẫn tới. nó liên quan đến lĩnh vực tốc độ. thân thể của sở phòng đều trống rỗng giống như bị thời gian phân giải lại giống như bám vào trong tiền trước nhanh đến bất khả tư nghị. quyền ấn của hắn liên tiếp bắn trúng lạc tiền tiền. âm, uhm, không phải tiềm điện quyền nhưng hiệu quả giống nhau nhanh đến kinh thế hại tục đánh vào đầu vai trắng nõn trần trụi của lạc thiên tiên nhất thời làm cho nó hơi rừng đỏ lên lại làm một quyền quyền ấn của sở phong xuyên qua song trưởng của lạc thiên tiên giao nhau suy chút nữa đánh lên ngực của nàng liên tiếp trăm quyền thần quang nở rộ hư không đều một mảnh sáng lạ quyền ấn của sở phong có lục ký đều đánh vào trên người lạc thiên tiên điều này nhất thời làm một đám người sợ ngây người tình huống gì đây vì sao tốc độ của sở ma tăng lên tới trình độ khủng bố này? Ngay cả mảnh nhỏ thời gian cũng bắt đầu làm phiền hắn. Rất là nhiều người kinh hãi. Bọn họ tự hỏi tuyệt đối không tránh thoát. Ngay cả là vài vị đạo tử khác trên trời. Đồng tử cũng đều co rút lại. Âm thầm kiêng kỵ loại tốc độ này. Bởi vì ngay cả lạc Thiên tiền cũng không né tránh toàn bộ được. Người là đàn ông sao? Sức mạnh quá yếu. Lạc Thiên tiền mở miệng. vốn dĩ năng rất lạnh gần như không nói bao nhiêu nhưng hiện tại lại liên tiếp nền tiếng hơn nữa đặt chế nhạo sở phong tương đương với ngạo mạn có trần tiên trên trời ý thức được lạc thiên tiên cố ý bắt ép kẻ thù muốn khiến sở ma nổi điên thiết triển thủ đoạn lớn mạnh nhất để ma luyện thiền công bản thân nàng lão quay vật trên trời cảm thấy lạc thiên tiên kích thích đối thủ như thế nào có chút quá mức mạo hiểm lỡ như sở ma thẹn quá thành giận ngọc đã cùng nát với nàng Vậy thì không ổn rồi Quả nhiên sắc mặt sở phong lúc này đã đen lại Ở trước mặt tất cả cường giả Trên trời dưới đất Người nói ta cái gì chứ Sở ra ta hôm nay thật sự muốn như lời âu dưỡng cáp mô Đánh người đến trần trụi Hắn cũng muốn dùng đối thủ Ma luyện bản thân Dù sao với vừa tìm hiểu bất diệt kinh Cần chiến đấu để thích ứng Vì vậy có vài thủ đoạn còn chưa thi triển ra Hiện tại hắn có chút không thể nhịn Âm một tiếng ở sau lưng hắn hiện lên một cái quang luân rực rỡ, giống như lập tức chiếu sáng cổ kim tương lai. Thật bảo kỳ ảo, bản tăng cường, từ hắn thôi diễn càng thêm kỳ ảo, được hắn thể hiện ra, quang luân bao phủ, nhất thời làm cho hắn phản pháp bất xâm. Sở phong ngang trời, đầu tiên là vận dụng tốc độ như tiệt chớp, tới gần đạc thiên tiên, giết tới trước mắt của nàng, liên tiếp ra quyền đồng thời bản thân hắn bắt đầu chú ý một cánh cửa đặc biệt khác trong cơ thể hắn có dự cảm cửa kiện đại biểu cho sức mạnh ầm một tiếng khoảnh khắc một lần đắc thủ chạm đến thần thể của lạc thiên tiên hắn lập tức tập trung sức mạnh lay động lực chỉ bột Đùng, lạc thiên tiên không tránh khỏi quyền ấn mới đầu nàng còn cảm thấy quyền ấn ấy vẫn không đủ hữu lực khó có thể uy hiếp đến nàng nhưng mà ngay sau đó sắc mặt của nàng thay đổi đồng tử có rút lại bởi vì nàng cảm giác được uy hiếp tử vong chân chính loại sức mạnh này bẻ gãy nghiền nát tuyệt đối có thể đánh xuyên qua nàng âm âm nàng ở khoảnh khắc đầu tiên vận chuyển thiên công thân thể hiện lên phủ văn vô tận lần này không chỉ là hộ thể trong phủ văn còn có thứ gì xông ra ngay cả như thế vẫn có chút muộn nàng đã trúng quyền bị quyền ấn rực rỡ của sở phòng đánh trúng bụng trong nháy mắt thân thể lạc thiền tiền kịch liệt run rẩy sau khi eo nhỏ như tuyết trắng lộ ra trong chiến giáp tàn phá bị đánh trúng giống như sắp gãy thân thể của nàng ngã ngửa hình thành một độ cùng khoa trương rất khó tưởng tượng nhục thân của người đã có thể mềm dẻo đến mức này nàng ngửa về phía sau giống như một cây cùng sắp bị kéo ra mà bị cắt đứt hai phần trên dưới của eo thon nhỏ tuyết trắng gần như hoàn toàn gấp lại một chỗ trên vòng eo tinh tế tuyết trắng của nàng, sáp trụ vốn dĩ đã tàn phá hoàn toàn nổ tung, bị sở phong một quyền đánh nát, lộ ra vùng lớn làn da trắng nõn trong suốt và sáng bóng. Tóc đen thì bay lên, trên gương mặt tuyệt mỹ của lạc thiên tiên tràn ngập kinh ngạc, cùng với một tiện đau khổ. Khoe miệng tràn đầy máu, thân thể bay ngược ra ngoài, rời khỏi chiến trường. Nhưng mà làm sao sở phong có thể buông tha cơ hội tiến công? hiện tại làm sao có tâm trạng thường hưởng tiếc ngọc gì trực tiếp muốn đánh đến đối thủ trần trụi dưới chân của hắn đều là mảnh nhỏ thời gian nâng hắn đi cực nhanh khi chạm đến thân thể lạc thiền tiền thời gian tạm biến mất khe hở của sức mạnh chìm bồn mở lớn hơn đánh ra năng lượng khủng bố đùng trong quá trình lạc thiền tiền bay ngược liên tiếp trúng quyền đầu vai gãy xương hai má tuyệt mỹ đều bị quyền phong cọ sát ra vết máu nửa người trên cũng trúng quyền giáp trụ nổ tung đường cong kinh người của nàng cùng với cơ thể tuyết trắng nổ ra nhưng mà lúc này trong cơ thể nàng làm ra nhiều thêm thứ gì đó có cái hình thành phủ văn có cái đằng biến hóa bảo vệ thân thể uyển chuyển của nàng người đang xem cuộc chiến không thể nhìn thấy gì sở phong động dung rốt cuộc biết được vì sao nữ tử này có thể chịu trọng quyền của hắn mà hình thể không nổ tung trong cơ thể có phủ văn thần bí đang nở rộ hóa thành sinh vật đạt à? phượng mình cửu thiên trong một khắc này trong cơ thể đạc thiền tiền lao ra chín con phượng hoàng cánh chìm tiền diệm sáng lạc hơn nữa còn có năm con trần lòng rồng gâm động chín ngày khi tức khủng bố tràn ngập áp sập cả vòng trời chín con phượng năm con rồng vòng quanh nàng mỗi một con đều đang nở rộ thần hoa phụ trợ nàng ở trung tâm như sao quanh trăng sáng. Không dừng lại ở đấy, dưới chân lạc thiên tiên còn có kim sĩ đại bằng hiện lên thét dài, sắp xé rách ra ba ba trọng thiên. Ngoài ra xung quanh nàng cũng có kim ô trên không, có bạch khổng tước dương cánh, một ngọn nguồn ánh sáng giống như càng cổ trường tồn. Một khổng tước Phật mẫu hắc ám khác giống như nuốt mất Phật đà nhìn xuống nhân gian. Đây là tình huống gì? Rất nhiều người ngơ ngác cảm giác một vùng ký tức lớn mạnh như đại dương mênh mông dập dìu kết nối cùng một chỗ quả thực làm cho người ta tuyệt vọng những sinh vật đều là danh sách trí cường hết sức lớn mạnh nhưng lại bảo vệ xung quanh một mình lạc tiên tiên đồng từ sở phong co rút lại hắn quả thật đánh giáp trụ đối thủ bay tứ tung nhục thần trong suốt lộ ra một vùng đớn tuyết trắng nhưng mà đối phương không bị thương nặng trên thân thể phụ văn nở rộ lại bay ra nhiều sinh linh lớn mạnh như vậy. Đây là thiên công vận chuyển của nàng ư. Ở trong phủ văn, dưới quang mạng sáng nặng, Lạc Thiên tiên một lần nữa phủ thêm một tầng giáp trụ ngân bạch. Tóc đèn phấp phới, trên gương mặt tuyệt mỹ, chỗ ấn đường, một điểm ấn ký màu đỏ sáng lên. Khi tất cả người đều đang mạnh lên, nàng nhìn sát sở phong, ngày càng cường thế. Hy vọng là người đừng khiến cho ta thất vọng, hết khả năng của người, toàn lực công kích ta đi. Lạc thiên tiền mở miệng nói Kiểu tỏ thái độ này Loại tự tin lớn mạnh này Thật sự cuốn hút một thế hệ tuyết trắng Làm cho người ta tin tưởng vững chắc Nàng là vô địch Đến bây giờ nàng vẫn hy vọng kẻ địch Càng lớn mạnh càng tốt Dùng để ma luyện thiên công Sở phòng mở miệng Thoạt nhìn dáng vẻ rất ngon nha Hôm nay đàn ông thật sự phải nướng chân long Hầm phượng hoang mà ăn Nhưng mà ăn chúng đó sẽ không khác gì Ăn người chứ nhỉ Trong nháy mắt khi chất lãnh liệt sắc mặt lạc thiền tiền như tiên tử quảng hàn cũng có chút biến thành màu đen đây là quái nhân gì vậy hiện trường kim rơi có thể nghe thấy lần đó của sở bà thật sự làm cho rất nhiều người tiến hóa ngẩn người đây là quái vật gì vậy tuyển bông bốn đứng chín chân long hầm hết vượng hoang đều ăn sạch tất cả mọi người cạn lời âm uhm. hư không đổ tung phụ văn xuyên qua trời cao những sinh linh lấy lạc thiên tiên làm trung tâm hiện lên tất cả đều đang nở rộ tiên quang phóng thích năng lượng lớn mạnh thổi quét trên trời dưới đất phàm là người chú ý đến một màn này có rất nhiều người đều đang run rẩy thân thể và linh hồn đều đang lạnh run nhưng lại không nhịn được muốn sập đầu muốn quỷ bái bởi vì cho dù là đám chân long hay là khổng tước tất cả đều là sinh linh mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng nhiều như vậy tụ cùng một chỗ vườn quanh nhạc thiên tiền thật sự kinh sợ nhân gian bình thường mà nói chỉ một trần lòng xuất hiện đã đủ có thể lấy quế thiên hạ phòng vân trung chuyển cả thế gian rồi hiện tại là tình huống gì nằm con trần lòng hiện lên mỗi một con đều giống như tiền kìm chú thành thân hình lớn mạnh hữu lực rạng rỡ sinh huy phù văn đại đạo đang nở rộ bên cạnh chúng nó thật sự làm cho người ta sợ hãi cũng có chiến hoàng điệu hót vang, âm thanh xuyên qua 33 trọng thiên, chấn động linh hồn người ta. Cựu hoàng ngũ long thể hiện cựu ngũ trí tôn trong mơ hồ, cho người ta cảm giác ám chỉ lớn mạnh vào trước làm chủ, khiến cho kẻ khác cảm thấy căn bản không thể chiến thắng. Thế hệ thành niên ai có thể không sợ hãi? Một sinh vật như vậy, chỉ một thân thể là có thể thống trị một phương, hiệu lệnh trừ tộc, tập, tập họp trừ thế. Một đám vây quanh một người thật sự làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng ra trên thực tế lấy lạc thiên tiên làm trung tâm ở đó đạo văn sinh diệt trật tự đan sen mỗi một tấc không gian đều chịu hàng tỷ đại đạo quân trọng hội tụ đến dưới chân lạc thiên tiên nàng như là hóa thân vô địch đi đến phương hướng kia đều sừng sững ở phía trên đại đạo nào đó quan sát sự biến thiên của quy tắc dưới chân ở chung quanh nàng quang diễm nhảy lên đó là hiện hóa của đạo sự hiện ra của vật dẫn lưu hình như những ngôi sao vây quanh mặt trăng phụ trợ lạc thiên tiên vạn kiếp bất hủ không nhiễm bụi bặm siêu thoát bên trên loại khí tức và đạo vận như vậy rất nhiều đạo quái vật đều hít ngược một luồng khí lạnh lúc bọn họ còn trẻ căn bản chưa từng chạm đến được cấp bậc này quả nhiên lạc thiên tiên giờ nhấc chân tay đều có quy tắc hiện lên đều có trật tự đan xen nàng như có thể huy động các thiên địa chân áp trừ thế địch rằng rắc nàng di chuyển giữa chân lan tràn trong một con đường giống như ánh sáng phi tiên xuyên qua hư không thẳng tới chỗ sở phong chúng tia sáng này bầu bạn cùng quang vũ sáng lặng mà xinh đẹp nhưng mà cũng cực kỳ đáng sợ mát diệt ngăn cản mọi đạo văn phía trước duy ngã độc tôn cho dù là sở phòng phóng thích năng lượng hay là những phủ văn trước người hắn lan tràn ra ngoài đều bị chùm sáng kia mài thành mảnh lớn. Giống như có một hỗn độn ma thần đang di động. Sợ phong đột nhiên một cước rơi xuống, chấn nát hư không phía trước, ngăn cản chùm ánh sáng kia. Có thể nói không gian hỗn loạn, một cái lớn màu đen lan tràn. Thế nhưng, sau khi màn chùm sáng kia bị ngăn cản, cũng nhanh chóng lần đến nở rộ ra phủ văn trói mắt, ép buộc đối thủ. Mọi người có không sợ hãi sao? Người nhỏ yếu tim và mật đều lạnh lẽo, Chùm tia sáng kia nghiền áp qua có mấy người có thể chống đỡ như sở phong đối với những người khác mà nói căn bản không cách nào đối kháng nó tàn biến tất cả sự ngăn cản nhật là nó lại chỉ là một đạo lộ sáng lạng trải qua chờ lạc thiên tiên tới chỗ kẻ địch một cảnh tượng này thật là đáng sợ lúc này lạc thiên tiên tới nàng đạp trên chùm tia sáng đó thật sự như thiên tiên vượt ngoại thánh khiết không thể nhìn thẳng quang vũ đầy trời chiếu khắp thập phương giáng xuống thế gian bàn tay của nàng trắng nõn trực tiếp áp tới phía trước không vật gì có thể ngăn cản không vật gì không phá được nhất là ở bên cạnh hắn bầu bạn cửu hoàng ngũ long cũng có kim ô treo trên không như là trở thành nguồn sáng vĩnh hằng có khổng tước cộng hưởng cũng làm bạn dấu hiệu nuốt trời loại tư thái thành thế khủng bố như vậy ai có thể kháng cự cho dù là trên trời hay là chư thiên thế hệ thanh niên đều bị kinh sợ, tay chân lạnh cả người. Lạc tiền tiền như vậy dùng lực như thế nào? nặng gấp uy vô thượng gần như tất cả địch có thể trấn áp cổ kim. giờ khắc này lựa chọn sở phong không còn, chưa có thể bùng nổ bày ra hết các thủ đoạn lớn mạnh mà bản thân có khả năng, đòn sát thủ đều xuất hiện hết. một con đường xuất hiện dưới chân sở phong, hắn cực hạn thăng hoa ở chung quanh hắn chỉ chít dày đặc, tất cả đều là thần văn, đều là hoa hoa đại đạo, nhanh chóng nở rộ ra. Hết khả năng của hắn, từng pháp tu hành qua, cùng thời gian đều đang diễn hóa ra, rồi sau đó mãnh liệt phóng thích toàn diện. Lấy con đường dưới chân hắn làm gốc, đó là dị tượng theo sau khi đánh vỡ trần nhà con đường phân hóa tiến hóa, thuộc về đạo vận chỉ có người tháp lộ mới có. Lúc này hô hấp pháp của hắn sâu thẳm mà lâu dài, phun ra nuốt vào. Linh hồn cùng hô hồ hấp, lan da cũng phun ra. Đỏ hòa phổ biển cắm rễ trong hư không vườn quanh hắn. Sở phong thoạt nhìn cũng rất là thần thánh, siêu phàm thoát tục. Như trích tiên đạp trăng mà đến, không bình không nhiễm khói lửa dân gian. Đỏ hòa phổ biển hết sức sáng lạng. Ở chung quanh hắn nở rộ thành mảnh. Đó là âm thanh đại đạo, đó là âm phù nhịp đập thiên địa đó là trật tự thần liên xuyên qua thời gian và tiếng thì thầm nỉ non của không gian. Một hoa một diệu thuật, một hoa một thế giới, một hoa một đạo tắc, thần hoa trực rỡ nở bông hoa đầu tiên, khoảnh khắc kinh thế diễn ra. Ngay cả là lạc thiên tiền kẹp cửu hoàng ngũ long, bầu bạn với khổng thước, thấy nuốt trời mà đến, cũng được quang thái vô biên đại đạo thần hoa nở rộ. Bàn tay trắng nõn của nàng, ngón tay trắng nõn áp xuống dòng như muốn đánh xuyên qua hải vực vô biên này, đánh bại đề lập kỳ ảo của một hòa một thế giới. Và chạm mạnh kịch liệt, trong biển hoa vô biên, diệu thuật sông lên trời, ngăn chặn lạc thiên tiên, dùng kích những sinh linh đáng sợ bên cạnh nàng. Tất cả diệu thuật đều vì những pháp mà sở phong từng tu hành hoặc kinh văn gặp qua. Ví dụ như thiểm điện quyền, đại nhật như lai quyền, vì tiền bầu, lưu quang quyền, loạn tình chỉ, phiền thiên ấn, từ khí đông đai chỉ cũng có thủ đoạn trang vực của hắn sau khi thông qua từng đóa hoa đại đạo nở rộ suy diễn ra địa thế đặc thu, như dốc lạc hoàng hàng hãm tiên vạn linh khư sở phong học phóng thích hết sức khi mỗi một đóa hoa đại đạo sơ khai đều có âm thanh trời đất cộng hưởng đều có tiếng vang đạo tắc va chạm Đường nhiên tất cả những thứ này đều sống yên trong căn cơ của hắn trên đạo lộ hắn sừng sững Linh hạt vô tận phất phới Đai động đây cuối đường Vì anh đến vĩnh thế khâu tắt Thế tới trở thành hải đăng Chiếu rọi con đường phía trước Người tiên hoa đang xem cuộc chiến Ra đầu rất nhiều người đều run lên Thủ đoạn hai người này đều kinh người Âm âm Giống như trời đất bị xé rách Đại đạo bị kéo đất ra Phụ văn và diệu thuật giữa hai người Đều đánh vào nhau mãnh liệt không ngừng Sau đó đánh nhau trôn vùi Tạo thành kỳ cảnh đáng sợ trong nhất thời nơi đó trở thành hủy diệt chi nguyên quang hoa trói mắt khắp nơi tàn sát bờ bãi tuy rằng hoa đại đạo tươi đẹp nhưng mà tất cả mọi người đều nhìn ra lạc thiên tiền quá cường thế đám cửu hoàng ngũ long nàng kẹp bên người càng lớn mạnh bẻ gãy nghiền nát khiến cho đạo hoa tàn phá thần văn ảm đạm nát cả một vùng cho dù cửu hoàng ngũ long hay là khổng tước nuốt trời kỳ màu ngang trời bỏ qua cùng với đại bằng dương cánh kia đều là sinh vật đứng trên đỉnh kim tự tháp trong truyền thuyết. Nhưng vậy tụ cùng một chỗ, thật sự không thể địch lại. Những diệu thuật mà sở phong suy diễn ra, phần lớn đều bị phá hủy, căn bản không ngăn cản được. Chỉ có gần hắn, thất bảo diệu thuật sáng lên, hóa thành quang luân, bao trùm hắn, không nhiễm ánh sáng đại kiếp. Sở phong... Rất nhiều người không nhịn được kinh ngạc hô to, lo lắng cho hắn. Đây mới là bắt đầu, nội tình của ta con đường của ta pháp của ta đạo của ta thể ngộ trước kia có thể chống đỡ của ta sợ phong cầm nhẹ bên cạnh hắn âm một tiếng hiện lên một cuộn tranh suy diễn thế giới chân thật ngang qua trước người ngăn cản đừng đi của lạc thiên tiên quanh thân hắn huyết khí bốc lên sông lên trời hồn quang đại đại thịnh lan tràn khi hắn còn đang tiến hóa cấp thấp của lĩnh vực còn có cảm ngộ sâu đậm nào đó nhưng mà lúc đó hắn không đủ khởi động con đường của mình Hiện tại hắn trở thành người thác lộ Lại nhặt lên pháp trước kia Thuận buồm xuôi gió Không phải là mộng huyễn không hòa nữa Hắn dùng sinh mệnh huyết khí làm trang giấy Dùng tinh thần hồn lực làm thuốc màu Vẩy mực trong một cuộn tranh tráng lệ Giống như khai thiên tích địa suy diễn ra cảnh tượng vô địch Cảm gỗ trước kia Sớm đều rõ Sau này một vài đường có thể phải đi Từng xúc động hồn của hắn hôm nay nở rộ càng tiến thêm một bước viết đường đi của hắn mới đầu rất nhiều đại tình hiện lên bên cạnh sở phong nhưng mà rất nhanh toàn bộ đều đổ tung nhanh chóng hóa thành hàng tỷ ngân hà vũ trụ vô biên cùng với từ xưa đến nay phạm Đạt suy nghĩ trong lòng có suy nghĩ cùng với pháp và đạo từng xem qua đều hiện lên trong tinh không bên cạnh hắn tung hoành kích động ngân hà đan xen xếp hàng tràng vực hóa thành thất luyện càn lại lạc thiên tiên và những ngân hà vũ trụ này phàm là chất hữu hình rồi lại đều là kinh văn bùi diệt bất phàm văn tượng màu vàng trên hộp đá xây dựng thành hết sức chắc chắn sở phong kẹp khắp cả tinh không ném tới phía trước dâng điều huy động cả đại vũ trụ thế giới phải đánh giết lạc thiên tiên đây là dùng hồn quang của hắn làm thuốc mọc, lấy khí huyết làm trang giấy đang diễn hóa đang khai thiên tích địa dùng để trấn áp đối thủ nhưng mà âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Thiên Tiên truyền ra, nàng vẫn thong dong lao xuống phía trước. "Vô dụng thôi, sinh linh bên cạnh ta, thứ nào không phải sinh vật chí tôn có thể phá giới, thứ nào không phải vật sống trong truyền thuyết, cho dù gây diễn hóa ra nghìn thế giới, vẩy mực vô lượng vũ trụ ta cũng đánh xuyên hết." Loại tự tin này Loại sức mạnh vô biên có thể quấy thiên địa này, làm cho nàng trông có vẻ càng bao trùm phía trên chúng sinh trường ấn của nàng áp xuống có vài tinh thể vỡ ra cửu hoàng ngũ long bên cạnh ngang trời lại đánh nát một vài ngân hà sáng lạng. sở phong dùng sinh bệnh huyết khí làm trang giấy dùng tinh thần hồn lực làm thuốc màu ngân hà vũ trụ xây dựng đang bị xung kích một vài tinh vực khoảnh khắc ảm đạm đây mới là thủ đoạn đáng sợ của văn minh tiến hóa nơi đặt thiên tiên ở dưỡng chân long nuôi đám tiên hoàng thật ra đều là lấy hồn quang bản thân bọn họ làm căn cơ. Phía sau có lão tiền phương thở dài, Đều rõ chỗ đáng sợ của văn minh tiến hóa kia. Cái gọi là loại trường sinh như chân long, tiên hoàng, kim ô, những vật giống trí tôn đều là tự bản thân văn minh tiến hóa kia. Ngoại giới có người truyền ra, bọn họ là ấp ra các loại trứng siêu cấp mang theo bên người, theo bọn họ mà chiến đấu nhưng mà người hiểu biết chân chính mới biết được nội tình đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Văn minh tiến hóa này, bọn họ là căn nguyên phủ văn xây dựng siêu cấp giống trong hồn quang, đi theo bọn họ cùng nhau phát triển. Cái gọi là vật giống trí tôn thật ra đều là diễn hóa hồn quang của bọn họ. Bẻ gãy, nghiền nát, lạc thiên tiền mang theo vật giống trí tôn siêu cấp bên cạnh thổi quét qua. Quận thành phố trụ mà sở phòng vẩy mực mắt thấy không ngừng sụp đổ sắp mà không chống đỡ được nhưng mà hắn vẫn bình tĩnh đứng trên một đại tinh nhìn chăm chút vào cuộn tranh vượt qua sông ngân hà sắp xếp đến lạc thiên tiệt. huyết khí trên người hắn tràn ngập hồn quang nở rộ trong lúc nhất thời cuộn tranh cả vũ trụ đều nổi lên theo thân thể vào hồn quang của hắn cộng hưởng ở chung quanh hắn trên từng đại tinh lần lượt xuất hiện từng bóng dáng cao lớn vượt qua tinh thể dưới chân giống như hỗn độn thần ma từ trước khai thiên đi tới trên vài đại tình giáng xuống bọn họ đón đánh đám lạc thiên tiên và chân long khổng tước nơi ngoại giới không ít người đều ngây dại là bởi vì giống như đã từng quen biết nhìn thấy rất nhiều bóng dáng mơ hồ và quen thuộc đó rất giống lão phu cựu đám nhất hồ nghi cầu hoàng cũng có chút ngần người nhìn chăm chăm cứ thú màu đen trên một đại tinh đảo đó. Không chỉ hai người bọn họ, không ít người đều có cảm giác đồng tử co rút lại. Trong cuộn tranh vũ trụ, trên một đại tinh, một bóng dáng khô gầy thét lớn. là vụ tán gẫu thiếu niên cuồng, trái kiên hoàng phải nâng trên trời. Mũ thổ cầm và lông trôn, ngàn kỵ cuốn bình cương. Ngoại giới, cựu đậm nhất hỗn độn trong gió, đó không phải ông ta sao? Hơn nữa ông ta đang hét cái gì đó Mẹ nó quá không phù hợp với thân phận của ông ta Làm sao chạy tới trong cuộn tranh của sở phong Trở thành tay chân của ông ta Nhưng mà Những người khác lại rung động Đó là một cái bóng dáng khô gầy Như ma thần khai thiên Cao chấn động trời đất Chấn nát tinh cầu dưới chân Giết ra ngoài Bắt lấy hai chân long Muốn xé nát chúng nó Lạc thiên tiên bất vì sở động Bên cạnh nàng có quá nhiều vật sống siêu cấp khổng tước kia được xưng là hung cầm hắc ám từng nuốt cả phật đà được tôn là phật mẫu hiện tại há mồm gào thét muốn nuốt vào mảnh lớn vũ trụ tinh hải xông giết chân thần của sở phong gâu bồn hoàng ở đây quan sát trừ thế giới tung hoành năm mươi kỷ nguyên ai là địch gâu trên bộ đại tình khác một con cự thú màu đen cuột khởi đỉnh thiên lập địa mở ra một to điệu bồn máu đánh về phía khổng tước thôn tính tiêu diệt vũ trụ. Bên ngoài hắc hoàng cũng có chút hỗn độn trong gió. Ông ngoại hắn đang suy diễn hình thân của nó. Nó nhất thời, thân sắc không tốt, nhìn thẳng về phía sở phong. Ngập trời thần hỏa tàn sát bờ bãi. Một con kim ô ngang vũ trụ tinh không trong cuộn tranh. Đốt cháy từng đại tinh, đang phá hư cuộn tranh sinh mệnh của sở phong. Lúc này một bóng dáng màu đen vô thành phụ tức xuất hiện ở sau lưng kim ô tay cầm một viên gạch đen rầm một tiếng trực tiếp đập vào gáy đó giờ khác này ngoại giới rất nhiều người đều không nói gì sau đó nhìn về phía một hướng Tên sử đại tộc thủ lê đà quay miệng không nhịn được cò trúng thằng nhóc đó ăn tiền nhân tâm đạo tổ bật đi dám diễn hóa hắn muốn bị đòn nà. lại trên một đại tinh xác chết hiện lên trong miệng đói, đào đất luân hồi quật hết địa phủ ta là chủ của hắc ám quỷ túc chúng sinh đều cần ta đến độ ngoại giới bên cạnh cầu hoàng xác chết nghe thấy âm thanh nhìn thấy diễn dịch như vậy mỉm cười gật đầu nói có một chút khí thế của ta nhưng mà ngay sau đó hắn lại đột nhiên biến sắc muốn bóc chết sở phong cho rồi trong cuộn tranh tinh không xác chết kia hồ phụ thân ta đến giúp ngươi hắn xuống tay về phía những tiên hoàng đó không chỉ sắc mặt đám người cửu đạo nhất cầu hoàng lê đà xác chết biến thành bầu đen ngay cả là tiên vương trên trời người vừa rồi từng ra tay hiện tại thần sắc cũng không tốt bọn họ cũng bị suy diễn xuất hiện ở trong cuộn tranh ngăn chặn lạc thiên tiên đánh xuyên qua ba nghìn giới tung hoành cổ kim bất kỳ người nào gây diễn hóa ta đều đánh xuyên lạc thiên tiên khẽ quát nữ từ đó quá cường thế lãnh diện bức người đạo văn màu đỏ trên ánh đường sáng lên. Bên cạnh nàng có vài vật giống với trí tôn, hơi bị cản trở, có phải con bị đánh chết. Dù sao sở phong cũng đang dùng hết thủ đoạn, có hiệu quả xử lý một vài sinh vật. Nhưng mà đến phía sau, cho dù là những ngân hà hay là những bóng dáng mà sở phong diễn hóa ra, đều dần dần tan biến, đều từng bước biến mất. Lạc thiên tiền mang theo vật giống trí tôn còn lại, sắp vượt qua cuộn tranh ngân hà nát vụn, giết sở phong trước mắt. Lúc này có thể nhìn thấy, vũ trụ tinh không đang dần dần tiêu tan, cùng với vô số đó hoa đại đạo trước kia cũng đang điều linh, trở thành từng lưu quang quỳ về trong cơ thể sở phong. Nhưng hắn vẫn bình thản, không chút hoảng hốt, chờ kẻ địch giết trước mắt. Những ánh sáng trở về trong cơ thể hắn, như là trải qua thiên truy bách luyện, đi ngộ tồn tinh, càng thêm sáng lạc phụ văn ngày càng cường thịnh hơn. Cuộn tranh của hắn bị phá rồi, sao hắn còn không tránh né nhỉ? Bên ngoài rất nhiều người kinh ngạc khô lên, cảm giác hắn gặp nguy. Sợ phong mở miệng, người thác lộ chính là muốn không ngừng thở, mượn ngươi ma luyện con đường mà ta bất bại, làm cho ta càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Nhiều loại thần thông, tất cả diệu thuật, tất cả sức mạnh to lớn đều quy về thân ta. Âm! Uhm sở phong sừng sững tại chỗ quanh thân nở rộ trùm tia sáng chói mắt chờ đợi lạc thiên tiền tới gần sở phong dùng tất cả các thủ đoạn thế nhưng hắn lại gặp phải kẻ địch vô song có thể công phá kỳ ảo đê điều của hắn hiện giờ hắn hảo quang phản trượng khí tức không hề suy yếu mà càng mạnh hơn hắn chuẩn bị cứng rắn đối chiến với lạc thiên tiên đang trong tư thế bất khả chiến bại sở phong thừa nhận hôm nay Hắn đã gặp phải một đối thủ mạnh mẽ, lại có thể ép hắn đến bước này. Hắn dùng hết các loại thủ đoạn mà không ngăn được nữ tử xinh đẹp lạnh lùng ấy. Từ khi hắn bước trên con đường tiến hóa đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được áp lực to lớn kỳ ảo và kỳ công có thể dùng hắn đều đã dùng. Cứ tiếp tục như vậy, có khi hắn sẽ chết đấy. Ngay cả cuộn tranh vũ trụ mà hắn vẩy bực đều bị thổi bay. Ngồi sao thì sụp đổ. Ngay cả hoa đại đạo nở ra trong tất cả kinh văn và bí pháp mà hắn sử dụng cũng đều tàn lụi khổ héo. Tuy rằng hắn mượn tay kẻ địch để rèn luyện ra đạo văn căn nguyên nhất, nhưng cuối cùng chúng đều quay về cơ thể của hắn. Nhưng cho dù là cuộc trục vũ trụ hay là hòa đại đạo đều là tâm huyết của hắn tạo thành, đặt vào đó đều rất nhiều hy vọng trong thời kỳ nào đó thậm chí có khả năng trở thành con đường tương lai của hắn đi. Nhưng hiện thực tàn khốc, những bí pháp đó, những điều hắn giác ngộ đó, những con đường đó cũng không ngăn được lạc thiên tiên, không chứng minh được là vô địch hậu thế. Sở phòng hai mắt sáng ngời, toàn thân phát sáng, cơ thể như hòa vào với đại đạo, không ngừng cộng hưởng. Không gian quanh hắn đều bị rạn nứt, trung chuyển không ngừng. Hắn đang muốn cậy cánh cửa trong cơ thể, muốn phát huy sức mạnh tối thượng của mình. Bên trong thân thể sở phong, những cánh cửa đó dường như đã tồn tại từ cổ chí kim, chờ đợi được mở ra sau khi hắn hiểu rõ chính bản thân mình. Đương nhiên còn có những cách khác, đó là dùng sức mạnh của mình đến đỉnh điểm trực tiếp phá vỡ cánh cửa đó, chính là việc hắn đang làm đây. Cho dù là phủ văn bất diệt hay văn tự màu vàng trên bình đá, tất cả đều trợ giúp mở cánh cửa đó khiến cơ thể hắn cộng hưởng hòa hợp với đại đạo trong mắt người ngoài sở phong cực kỳ trói mắt giống như một vị tiên đế trẻ tuổi đến từ thời đại khó diễn tả được tiến vào thế giới hiện tại khi tức năng lượng này cảnh tượng này khiến vô số người phải kinh ngạc hắn đang dùng phương pháp gì cho dù là lạc thiên tiên cũng phải kinh ngạc vốn dĩ nàng còn tưởng rằng người nam nhân hạ giới này vô cùng lợi hại ép nàng phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ của mình. Nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn còn con át chủ bài trong tay. Chỉ là sở phong phát hiện ra, có khi không kịp rồi. Bởi vì hắn đã cố gắng hết sức để cưỡng chế mở cánh cửa đó. Việc này tốn rất nhiều thời gian và không có khả năng hoàn thành ngay lập tức. Mà lạc thiên tiên đánh tới trước mặt rồi. Lúc này, nàng phong hoa tuyệt đại, với sự tự tin mạnh mẽ, mái tóc đèn tung bay thân hình trắng trẻo phát sáng, đôi mắt đẹp sâu thăm thẳm. Mỗi bước đi đều được tính toán kỹ càng, vẽ trả quỹ tích của đại đạo. Đặc biệt bên cạnh nàng, cửu hoàng cũ lòng tái hiện và trở về trong tình trạng hoàn hảo. Không tức được cho rằng đã nuốt trưởng tiền Phật, đường tôn đạo Phật mẫu. Lúc này nó có được thế thôn thiên, càng thêm mạnh mẽ. Tạm túc kim ô bay qua bầu trời, rọi sáng thời gian tương lai, đậu trên vai đạo thiên tiên. Mà kim vàng hóa thành thú cưỡi, chở nàng đứng trên quy tắc của đạo giờ đây khi thế của lạc thiền tiền tăng lên đến cực điểm xung quanh nàng đều là đạo văn đều là quy tắc nàng trở thành thể hữu hình của đại đạo mượn đôi tay này rèn luyện đạo của ta nguyện người tương lai sáng lạng ánh sáng còn lại không bị đột ngột dập tắt nàng mở miệng ngón tay cử động bàn tay trắng nõn trong suốt có vần điệu xé nát trời cao đánh ra xung quanh Lạc thiền tiền tỏa ra vô số đạo văn Vô cùng thiêng liêng Phần sáng chiếu rọi chiếu sáng thế gian Dù là trần long hay là thiên hoàng Hay là kim ô Tất cả đều vây quanh nàng Xoay tròn Tách nàng ra khỏi thế giới hồng trần Năng lượng khí tức khủng bố Thể hiện tư thái bất khả chiến bại Mở Sở phòng thét lên Tóc bay tán loạn Sau khi cánh cửa trong cơ thể hắn bị mở ra Những chùm sáng liên tục phóng ra Âm thanh âm âm năng lượng giống như dùng nhàm trào ra, trộn lẫn với đạo văn của hắn. Oanh! Sở phong di chuyển, tốc độ nhanh đến tối đa, ít nhất với trình độ của hắn mà nói, muốn nhanh hơn đã khó, gần như đây là cực hạn rồi. Khi hắn phùng năm đấm lên, Long trời đỡ đất, trật tự thần liên cuốn quanh lòng bàn tay của hắn, chân dẫm lên những tia sáng chỉnh tề. Cả người hắn dường như được bao quanh bởi tia sét dày đặc, trên thực tế đó là quỹ tích của đạo âm uhm. nằm đâm của hắn Đụng vào bàn tay lạc thiền tiền nhưng đường vân sáng chói tác động đến bốn phương tám hướng nếu nhóm lão quái vật ra tay che chở đám thanh niên trùng điền tiến hóa của các tộc thì có lẽ đã xảy ra thảm kịch nghiêm trọng có thể nhìn thấy được đường vân ánh sáng lan rộng nhanh chóng rất nhiều ngọn núi ở đường chân trời đều bị san thành bình địa biến mất trong nháy mắt mà bầu trời bị đánh vào đầy vết nứt. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, sợ Phong di chuyển cực nhanh, thân thể bị mảnh vỡ thời gian bao bọc, giống như muốn thay đổi thời không, nhưng tốc độ quá nhanh, lần lượt va chạm với Lạc Thiên Tiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lạc Thiên Tiên mạnh đến mức những người cùng thế hệ với nàng không tưởng tượng nổi. Từ Hoàng Cụ Long đều là hồn quang của nàng, cùng múa với nàng, biến thành những phủ quang óng ánh cuốn quanh trên ngón tay trắng nõn của nàng. Đối đầu với một thần bất diệt của sở phong, ngăn trở tất cả quyền ấn của hắn. Còn có thể mạnh hơn nữa không? Ta cảm nhận được cảm giác hòa hợp tuyệt vời. Ta muốn làm tan chảy tất cả. Lạc tiền tiên đó với vẻ mong chờ, ánh mắt sáng ngời. Nàng đang làm cửu hoàng ngũ long tan ra, nùng đóng chảy khổng tức vật mẫu, nàng đang nuốt chừng ánh sáng không bao giờ thắt của kim ô vĩnh hằng. Đây có phải là lý do khiến nàng cần tìm một kẻ địch thật mạnh để ép buộc bản thân phải đột phá để đạt đến viền mãn không? Sắc mặt sở phòng khó coi, hắn đối chiến với người ta, có thể nói là dùng tất cả những gì mình có, thế mà còn không trấn áp được đối thủ, ngược lại ma luyện cho đối phương. Hiện tại, hắn mở ra cánh cửa trong cơ thể giải phóng sức mạnh lớn nhất của cảnh giới này khó khăn lắm mới đánh ngang tay với đối phương quả là không thể tưởng tượng nổi trên thực tế tất cả những sinh vật tiến hóa trên trời xanh còn sốc hơn khó có thể tin nổi hơn hắn bởi vì lạc thiên tiên được coi là kẻ đạo mạnh nhất của trời xanh bất cứ ai đánh bại được nàng đều sẽ ở một cảnh giới cao hơn cả nàng chỉ cần bị nàng đuổi kịp cấp độ tiến hóa gần như không một sinh vật nào nàng không thể đánh bại mà giờ đây Con người hạ giới có thể chống lại nàng chém giết đến long trời đỡ đất thực lực ngang hàng ít nhất đến giờ vẫn chưa thấy sở ma đầu bị đánh bại vừa rồi hắn sắp không chịu nổi nữa sao lại tràn trề sinh lực rồi trong các tộc vài lão quái vật và một số sinh linh đại vũ thối nát đang cảm tán đối thủ cung cấp với đạo tử trời xanh lại mạnh đến độ này sao ở thời đại này Nếu không phải gặp được sở phong Đổi thành bất kỳ vị nào Đều không thể lay chuyển địa vị của nàng Trong nhất thời Vài lão quái vật đều cảm thấy Có hơi nản lòng thoái chí Bởi vì nếu cùng cảnh giới Bọn hắn khó mà đối đầu với lạc thiên tiên Trên trời Hai người đang chiến đấu Thì bị cuốn lấy trật tự thần liên Đều đang di chuyển trên mảnh vỡ thời gian Chiến đấu quyết liệt Đánh đến bước này quả thực khiến các chủng tộc khiếp sợ. Người có thể mạnh hơn được nữa không? Lạc thiên tiên mở miệng lần nữa. Tóc nàng lúc này bay phấp phới, toàn thân tỏa sáng, thần thái khó ai bằng. Hiện tại, dù chưa tìm được kẻ chiến thắng, nhưng tư thế này của nàng làm cho người khác cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ không ai bằng của nàng. Trên thực tế, nàng vẫn đang trở nên mạnh hơn. Nàng lại tiêu hóa quang văn trên cửu hoàng ngũ long muốn triệt để hòa tan chúng vào bản thân mình nơi xa xa có tiên phương thở dài nền văn minh tiến hóa này quả là đáng sợ phương pháp suy diễn của đạo tử mạnh nhất đã tỏ rõ con đường phía trước đám sinh vật trí tôn đám rồng phượng hoàng đại bàng mạnh mẽ cuối cùng rồi sẽ trở về cội nguồn quay về thân thể của nàng ấy một khi nàng hoàn thành nàng sẽ còn mạnh đến thế nào chỉ sợ người cùng cảnh giới với nàng không thể địch lại nữa mặt sở phòng cứng ngắc hắn thật sự tức giận hôm nay chẳng lẽ hắn lại trở thành đá mài dao cho người khác điều này là không thể hắn không cho phép mình thất bại rầm rầm cánh cửa trong cơ thể hắn vẫn đang bị mở có những cái mới chỉ mở được một nửa hắn dùng toàn lực lao về hướng của đối thủ đùng đùng lần va chạm này khiến máu hai người bắn tung tóe. Cho dù là sở phong hay lạc thiên tiên đều bị thương nặng. Một trận chiến cam co không ai chịu thua. Hai người đánh giết để kìm máu thịt sôi trào. Cơ thể của sở phong chắc chắn mạnh hơn, nhưng hồn quang của lạc thiên tiên khó đoán. Hồn lực của nàng hòa vào máu thịt khiến nàng trở nên mạnh mẽ và bất tử. Lúc này, vũ hoàng cửu long đang mở dần. Một bảng phù chú hóa thành cầu vòng Bay vào dựa trán của Lạc Thiên Tiên Hai người không ngừng chém giết Máu bắn ra tùng tóe Thời điểm nguy hiểm nhất Một cánh tay của Sở Phong Gần như bị xé nát Bởi bàn tay trắng nõn của đối thủ Và con kim sĩ đại bằng Khá thể thảm Mà Lạc Thiên Tiên cũng bị thương nặng Sở Phong một đấm lại một đấm Đánh xuyên qua ngực của nàng Tạo thành một lỗ máu Giết Hai người tranh đấu lưỡng bại câu thương đổi thành những người cùng cảnh giới khác, hắn đã bị tiêu diệt bởi phù văn óng ánh trên tay và nắm đấm của bọn họ rồi. lại đến lạc thiên tiền quát nhỏ, quanh thân của nàng đều là hồn phù văn hệ quang, các sinh linh trí tồn xung quanh ngày càng vờ nhạt bay về phía nàng với một vùng mưa ánh sáng. ta thành toàn cho ngươi đuổi giết, sở phòng gào lên, hắn cảm giác như tất cả các cửa trong cơ thể sắp bị pháp bung ra hết có thể phô bày ra tư thế vô định của hắn chỉ là hắn cũng hiểu rõ đối thủ cũng sắp viên mãn và chắc chắn sẽ bước vào trạng thái đỉnh cao vô cùng đáng sợ nếu như không thể mạnh hơn người không có cơ hội để áp chế tàn nữa độc đánh duyên qua chân thân của ta lạc thiên tiên người được cho là tuyệt thế vô song thế mà giờ đây lại quát mắng rất rõ ràng nàng vừa mong chờ vừa kích động muốn đạt thành cảnh giới như ý nguyện. Nàng muốn xóa tan hết tất cả sinh linh chi tôn bên người này. Ngay lúc này, cùng với sự mạnh lên của nàng, giữa hai lồng mảnh xuất hiện một bóng người nhỏ bé trong đạo văn đỏ tươi óng ánh. Đó là hồn quang của nàng đang lộ ra, đó là hiện thân của chân linh. Lồng mày của sở phong phát ra hào quang trói lọi, trực tiếp bắn ra hai chuỗi trật tự thần liên một chuỗi là bất diệt kinh văn ngưng tụ thành, một chuỗi là văn tự màu vàng kim trên bình đá tổ hợp thành. Đồng thời, phóng đến nguyên thần của Lạc Thiên Tiên. Âm, hai chuỗi trật tự thần liên hóa nàng lại. Sau khi bất diệt kinh văn hiện hóa trở thành một thần liên có phong cách cổ xưa mà tang thương, thì văn tự trên bình đá hóa thành xiềng xích sáng lạc. Cả hai bắn nhanh ra, xuyên thủng hư không đều phát ra âm thanh rung động. Không ổn, Đạo tử bị khóa chặt rồi Đây là chân linh của nàng đó Tại sao lại sở xuất như vậy chứ Thế hệ trẻ tuổi Trung thiên trời xanh vốn tươi cười Trong nháy mắt đọng lại Cảm giác muốn hít thở không thật Bởi vì lạc thiên tiên đã gặp phiền phức lớn Thậm chí là một kiếp nạn trong nhân sinh Vậy mà lại bắt được nàng Không ngờ chiến cuộc lại nghịch chuyển rồi Giữa trừ thiên Sinh vật tiến hóa của các tộc tương đối ngạc nhiên Kết quả này thật sự là đột ngột chỉ có thể quy về tính ngẫu nhiên. Cho dù nói như thế nào, sở Phong cũng sắp thắng rồi. Trần Linh bị khóa chặt, vậy nữ nhân đó còn tranh đấu thế nào nữa? Trần Gian có người cười to, thở phào một hơi. Vừa nãy không ít người đều đang lo lắng cho sở phong, bởi vì nữ tử đó quá cường thế, quả thực không thể chiến thắng. Sinh vật tiến hóa của trời xanh và hạ giới có thể nói là tâm trạng khác nhau rất lớn. Giữa sân, Lạc thiên tiên thanh tao thoát tục Quanh thân đều đang phát sáng Đặc biệt là tiết đạo văn đỏ tươi Óng ánh giữa ấn đường phóng ra phần sáng Có một viên bản nhỏ của nàng Đứng sừng sững Trước đạo văn màu đỏ Lưu quang tràn ngập các loại mọc Được ký hiệu đại đạo bao phủ Nhưng hiện tại Nàng đã bị quá chặt Hai bộ kim văn hiện hóa của sở phong Vững vàng trói nàng lại trước ấn đường của hắn Lạc thiên tiên tóc đen bay lượn tư thái thần tiên xuất trần, nào không chút sợ hãi thậm chí có thể nói là thong dòng bình tĩnh nói người cho rằng là ta lơ là sao trong lúc sợ sẩy bay ra chân linh bị người khóa lại à là ta cố ý đợi người đến tấn công chân linh của ta ta cần người cho ta áp lực mạnh nhất chê áp lực chưa đủ đưa bản thân vào trong hiểm địa đáng sợ hơn để ma luyện tự thân ép bản thân phá vỡ trói buộc tiến thêm một bước à Lời này của Lạc Thiền Tiên có tư thái tự tin mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Nữ tử có dùng mạo xinh đẹp, khi chất xuất trần lạnh lùng lại dám như thế. Không nói đến người khác, mà ngay cả sở phong đều ngây ra, sau đó đồng tử co rút lại. Nữ tử này quá tự phụ rồi, đây là đang khinh thường hắn, cho rằng hắn không đủ cho nàng nhiều áp lực, cho nên nàng mới chui đầu vào lưới như vậy sao? Mặc kệ là người tự tin hay là tự phụ, sắc mặt của sở phòng lạnh xuống ở ấn đường như có một vòng mặt trời hiện lên hơn đã còn lưu truyền đạo văn thần thánh xiềng xích mà hai bộ kinh văn chiếu rọi phát ra tiếng lang can không ngừng run rẩy nhất thời hàng tỷ tia sáng màu ngọc bích chiếu rọi vòng trời muốn cắn giết lạc thiền tiệt đạo hỏa luyện tiên kim đạo văn tẩy rửa chân hồn ta chính là cần loại áp lực vô địch tại ngoại này mượn ao nghĩa phụ văn đại đạo mạnh mẽ của ngươi mà sát trần đình của ta lạc thiên tiên ngửa đầu trần đình của nàng như thiên sứ thánh khiết bị trói trên giá chữ thập bị thần liên của hai bộ kinh văn khóa chặt còn bị ánh lửa phủ văn đại đạo đốt cháy cầu nhân được nhân cầu nghĩa được nghĩa cầu đuổi giết thì ta sẽ giúp ngươi dù ngươi có thân phận gì bản thân tương nguyện rơi vào hiểm cảnh vậy thì giết thôi sở phong không chút thương hòa tiếc ngọc trong mắt của hắn đây chỉ là một kẻ địch mạnh. Ngay cả đạo tử trời xanh, một truyền nhân sáng chói tiến hóa văn minh cũng không có gì để nói, giết không tha. Rắc rắc, dầm. Giữa đất trời, đạo hỏa vô biên, thiểm điện thanh mạng, hào quang trong chiến trường quá chói mắt, phụ văn đại đạo hóa thành trật tự, hóa thành sấm sét hóa thành hỏa diễm vô biên, muốn diệt lạc thiên tiệt. Đương nhiên là không phải đợi chết, tất nhiên là đang đối kháng lại. Chị Lan đang chủ động bước vào lĩnh vực nguy hiểm nhất, chịu đựng sức mạnh đáng sợ nhất, nhìn ép tiềm năng cực hạn của bản thân. Trong tiếng leng keng, đốm lửa thần liên do hai bộ kinh văn hóa thành văng khắp nơi, kéo căng thẳng tắp, bộc phát ra hào quang chói mắt, dường như muốn đứt gãy. Tất cả mọi người đều chấn động. Trút cuộc bản nguyên hồn quang của nữ nhân này mạnh mẽ cỡ nào, lại có thể chống lại sự xoắn giết của hai thần liên? Không hổ là đạo tử sáng lạng tiến hóa văn minh. Có lẽ tiến hóa văn minh chủ tu hồn quang. Có thể nói, sau khi đến cấp bậc cao, chân linh bất hủ, vạn kiếp khó diệt, còn kiên cố hơn thân thể. Lạc thiên tiền dám dùng hồn quang, trực tiếp đối kháng với đòn sát thủ của đối thủ. Đây không phải là vô lễ, mà là tin tưởng năng quả thật có năng lực như thế. Một lão quái vật trời xanh mở miệng, có chút cảm khái. Nếu là người ngoài, Hồn quang sao dám rời khỏi cơ thể để lộ chân linh với kẻ địch, quả thực là lý do đáng chết. Nhưng đối với sinh vật tiến hóa các tộc mà nói, chân linh yếu hơn thân thể rất nhiều, nhất định phải bảo vệ nghiêm ngặt. Một khi bị thương sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thân thể tổn thương có thể chữa lành, nhưng một khi linh hồn bị thương, vậy quả thật chính là tai họa, có thể hoàn toàn hủy đi đạo quả của bản thân. Hiện tại Lạc Thiên Tiên dùng chân linh đối kháng với công kích của Sở Phong theo như người ngoài thấy Thật sự là khí phách động trời Chỉ có người hiểu rõ mới biết Nàng vốn không phải là cuồng vọng Không phải là nhất thời nóng đầu Mà là thật sự có sức mạnh này Phụ văn bất diệt Trên người sợ phòng sáng lên Văn tự kim sắc lóe ra Hắn cũng thật sự nổi giận Nữ nhân này đúng là coi hắn Là đá mài dao sao Hai trật tự thần liền bộc phát Ra ánh sáng chói mắt Mạnh mẽ xoắn giết Thậm chí xiết vào trong thân thể mà chân linh của lạc thiên tiên hóa thành đồng thời chân thân của sở phong cũng động đậy hắn bước ra một bước đất trời cứ như đảo ngược tới gần lạc thiên tiên muốn trực tiếp đuổi giết ngoài ra quan trọng nhất là sở phong đã vận dụng đòn sát thủ thất bảo diệu thuật trước kia hắn thi triển các loại pháp đều không thể làm đối thủ bị thương nặng chỉ giữ đại diệu thuật này dùng để phòng thân như tế xuất ra hiện tại từng điểm sáng vận sáng bên ngoài cơ thể hắn hiện ra hiện trên phía sau hắn sau đó lại đến phía trên đỉnh đầu hắn cuối cùng đánh về phía trước vòng sáng sáng chói đây là đòn tuyệt sát của sở phong đơn giản không sử dụng một khi toàn thực ứng phó thì có thể phân thắng bại quyết định thời khắc sinh tử trước kia ngay cả đạo tử chân đăng chủ tu thân thể đều không chặn được một đòn này lạc thiên tiên cảm nhận được uy hiếp nàng chủ tu hồn quang nên thần giác rất nhạy cảm chân linh của nàng trung động mãnh liệt cùng kêu cùng sáng với thân thể đồng thời đám trí tôn như trần long thiên hoàng đại băng kim ồ đều hiện lên cấp tốc nhập vào trong cơ thể của nàng cũng dùng nhập vào trong chân linh của nàng mượn lực lượng của sở phong để luyện những loại trí tôn này đương nhiên khí tức của nàng năng lượng của nàng thực lực của nàng đang tăng vọt đến đây trấn áp ta đi lạc thiên tiền la lớn đương nhiên nàng không phải là cuồng đồ nàng cũng đang bảo toàn bản thân trần linh của nàng kéo hai thần liên nhanh chóng chui vào trong ấn đường của mình hơn nữa chưa đợi phòng sáng đuổi giết giờ phút này sợ phòng giết đến phòng sáng áp đến bao phủ giống như dòng sông thời gian bị đánh gãy vô cùng uy năng đồng thời quyền ấn của hắn cũng giáng xuống dường như bao trùm khắp trời cao tỏ lớn mà vô địch âm đung cuối cùng sở phòng với trạng thái cường thịnh và lạc tiên tiên có phong thái vô địch gần đột phá đụng với nhau hai người họ chém giết thề thảm nhất dường như đã trong nháy mắt đã có chân huyết văng khắp nơi vùng vãi trời cao động tác của hai người họ nhanh quyền đánh vào bàn tay trắng nõn đánh vào nhau hồn quang và thần thức va chạm vòng sáng bay lượn loài trí tôn hóa thành phủ văn đại đạo trùng kích lẫn nhau trong lúc nhất thời quang mang ngợp trời hai người họ từ thân thể đến hồn quang đến diệu thuật lại đến các loại thủ đoạn bí mật tất cả đều bộc phát đây là cuộc chiến sinh tử là tranh phong cực mạnh ta muốn siêu thoát ta muốn lột xác ra ta thật sự lạc thiên tiền thét dài sợi tóc lượn lờ cuồng loạn trên khuôn mặt lãnh diễm tuyệt đẹp lại có mấy phần điên cuồng Đến bước quan trọng thì có thể nhìn thấy hai thần liên theo chân linh muốn tiến vào ấn đường của nàng sắp đứt đoạn. Rất tốt. Hai bộ kinh văn mạnh mẽ, ngay cả ta đều không thể tu hành bọn nó, nhưng cũng hấp thu được mấy phần biển bí trở thành dinh dưỡng cho ta lột xác. Trong đồng tử của lạc thiên tiên có ánh sáng khiếp người. Đây là nguyên nhân mà nàng dùng thân mạo hiểm. Tuy nàng không thể có được kinh văn, nhưng thông qua loại khí chất đó truyền thông qua bản chất của phụ văn đại đạo đó, nàng thấy được phương hướng của hai bộ kinh văn, cho nàng sự dẫn dắt vô hạn trở thành chất dinh dưỡng để nàng trở nên mạnh mẽ. đến cấp bậc như nàng, cái cần không phải là kinh văn cụ thể, có chút suy tư kỳ diệu, có chút ý tưởng diệu kỳ mới là cơ hội mạnh nhất để nàng tiếp xúc và cảm ngộ trần ngã. sự tiến hóa văn minh của nàng không thiếu diệu pháp trí cao được gọi là một trong mấy con đường tiến hóa mạnh nhất của trời xanh nàng chỉ muốn pha chạm ra ánh lửa với tiến hóa văn minh khác nhau để bản thân ngộ đạo rõ ràng nàng sắp thành công rồi thông qua quyết đấu nàng đã nhìn thấy con đường và ánh lửa hoàn toàn mới cho nàng sự dẫn dắt vô hạn không ổn nữ nhân này quá lợi hại nàng đang quan sát bản chất tuyệt học mạnh nhất của sở phong nàng muốn học trộm sao sữa trừ thiền trong sinh vật tiến hóa của các tộc có không ít người đều nhíu mày rất lo lắng cảm giác lạc thiên tiên quá nghịch thiên lạc thiên tiên và sở phong đều bay ra ngoài hai người họ đều phun ra máu tươi và chạm lần này khiến họ đều bị trọng thương thậm chí ân đường của sở phong còn xuất hiện một lỗ máu hôn quang của hắn suýt chút nữa thì bị đối phương phản kích lạc thiên tiên cũng không chịu nổi còn lỗ máu trước sau cơ thể hơn nữa không chỉ có một đó là Mọi người kiếp sợ nhìn thấy hai thần liên đứt gãy Ở ấn đường của lạc thiên tiên Trần đình của nàng hóa thành tiểu nhân Đạo văn màu đỏ lơ lửng trước ấn đường Phóng ra năng lượng kinh người Là nàng làm gãy thần liên Lần nữa hiện hóa ra bên ngoài Ta đã chạm đến mấy thứ không giống nhau Bàn cho ta giác ngộ tuyệt vời Lạc thiên tiên nói nhỏ Trên mặt mang theo nụ cười Lúc này từ lãnh diễm đến mỉm cười Khi chất chuyển hóa rất nhanh như thần Phật cầm hoa mà cười, càng phát ra thần thánh và sáng lạ. Rất rõ ràng, nàng sắp hoàn toàn đột phá, nhảy lên tới tư thái mạnh nhất. Sở phong không có cảm giác thất bại, cũng không tức giận mà rất bình tĩnh. Hai thần liên đứt đoạn đang nhanh chóng thu liễm, nhập vào giữa ấn đường của hắn. Trên thực tế, có một bộ phận lão quái vật nhìn ra sự khác thường. Bởi vì trong kịch chiến vừa nãy, dù cho sở phong và lạc thiên tiên chém giết hung tàn cỡ nào, thê thảm cỡ nào. Dù cho thân thể bị đánh xuyên, hồn quang đều sôi trào, hắn đều đang duy trì một loại tiết tấu rất đặc biệt. Hô hấp của hắn rất vững, cộng hưởng với hai thần lên kia. Có tiền vương ý thức được cái gì đó, không khỏi kêu nhẹ, nghi ngờ hắn đã đạt được cái gì đó từ chỗ của lạc thiên tiên. Đạo dẫn trực chiến trường lưỡng giới, chỉ có một người rõ nhất, đó chính là yêu yêu bởi vì trong tay nàng nắm giữ phương pháp hô hấp giống vậy. Sở phòng nhắm mắt, sau nháy mắt lại chợt mở ra. Hắn cũng lộ ra nụ cười tươi sáng, sáng lạng như lạc thiên tiên, như trích tiền lang không nhìn xuống nhân gian. Rất giỏi, tiền hoa phản mình này thật sự mạnh đến đáng sợ. Hắn nói nhỏ. Không hề nghi ngờ là hắn cố ý dùng hai thần tiên khóa chặt chân linh của lạc thiên tiên, cần cố ý tiếp xúc với hồn quang. Sao không trộm được ít bí mật chứ? phương pháp hô hấp đạo dẫn dù đang trong chiến đấu đều có thể cảm ngộ ít nội dung quan trọng của đối thủ không đo đến loại này có thiết kế và tiếp xúc gần gũi sở phòng có được thu hoạch có được một phần áo nghĩa đại đạo khủng bố tức là mấy kinh nghĩa trí cao liên quan đến hồn quang đương nhiên không phải là toàn bộ đó là tiến hóa văn minh cực kỳ mạnh mẽ gần như vô địch dù là ai cũng không thể trực tiếp đánh cắp toàn bộ ngay cả phương pháp hô hấp đặc thu của sở phong, thủ đoạn vượt sang người thường cũng chỉ là quan sát được một phần huyền diệu. Nhưng đối với hắn, đây là điều vô cùng quý giá. Nên kết thúc thôi. Câu nói này không phải là một mình sở phong nói ra, mà là hắn với lạc thiên tiên dường như mở miệng cùng lúc. Khí đựng của hai người họ đều đang tăng lên mãnh liệt, đến bực khiếp người. Rõ ràng bọn họ đều đang lột xác muốn dùng tư thái cực hạn đánh ra toàn cuối cùng. Đạo tử Lạc Thiên Tiên bất bại, cùng cảnh giới trời xanh và sở phong của Trần Gian đều động đậy. Ai mới là sinh linh vô địch thật sự đời trẻ tuổi trung thiên trên trời dưới đất, sắp nhìn thấy rõ ràng rồi. Lạc Thiên Tiên thành tạo thoát tục, như bay đến từ Quảng Hàn Tiên Cung, thánh khiết mà lãnh diễm, không nhiễm hồng trần, siêu thoát nhân thế thế ngoại. Ở xung quanh nàng những vật trùng trí tôn đều yếu ớt phai nhạt hồn được quy về trong cơ thể của nàng bên ngoài chỉ còn lại mấy bóng dáng mơ hồ nơi nàng đi qua hư không sụp đổ quy tắc thiên địa đứt gãy phụ văn trật tự ảm đạm biến mất nữ tử này đang đi đến trạng thái mạnh nhất ảnh hưởng sự vững chắc của thời không nàng mang theo mảng lớn ánh sáng mưa dưới trần dẫm đền đại đạo sáng chói đến gần sở phong dơ trưởng liền giết Lúc này sở phòng cũng mở ra toàn bộ cửa trong cơ thể. Hình như đều xem là mở rộng. Lực lượng bản thân kéo lên đỉnh cao nhất. Ngay cả phần mắt của hắn đều có phủ văn lé lên, nối liền với môn ở trong cơ thể. Còn thân thể hắn thì có hàng tỷ tia thần hà, như là vũ hóa phi tiên, mang theo lực lượng đại kiếp thiên địa. Phòng sáng ngoài thân của hắn cũng sáng trói theo đó, cộng hưởng với môn bên trong cơ thể, cứ điều muốn lột xác. Âm! Uhm hai người họ va chạm với lực lượng mạnh nhất, năng lượng vọt lên ngập trời, xé trời xanh, khiến chư thiên đại đạo cộng hưởng. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là ánh sáng bao phủ nơi ấy. Không nhìn thấy được cái gì khác, cái gọi là ánh sáng đều đã đạo văn biến thành có mảnh vỡ thời gian rơi xuống, không gian sụp đổ theo đó. Đây là xung đột mạnh nhất của hai người họ. Người bên ngoài đều không nhìn thấy gì. Bọn họ đã trở thành vật dẫn của đại đạo. Đây là quyết đấu tiến hóa văn minh khác nhau. Ở nơi này thần hoa bắn đậu ngưu, phụ văn vô cùng quét sạch trên trời dưới đất, như ánh sáng chói lọi. Đó là hai ánh lửa mà cọc văn minh đụng nhau tạo thành. Năng lượng như vậy, quyết đấu lớn cấp bậc này, khiến sắc mặt của đời trẻ trùng tiên đều trắng bệch. Ngay cả thánh nữ, đám thần tử có chút tâm cao khí ngạo đều dâng lên cảm giác bất lực, thậm chí có chút tuyệt vọng rồi. Bởi vì dù như thế nào, bọn họ cũng không thể đi đến được cấp bậc này. Hai người họ đại diện cho lực lượng tối trung cực của cảnh giới này rất khó vượt qua nữa. Có lẽ chỉ có những người mở đường của thời cổ đại, sinh vật cấp lộ tẫn thật sự, lúc còn trẻ có thể tạo ra được lực lượng này. Muốn áp chế hai người này, không phải tiên đế trở về niên thiếu thì không thể nào. Dường như mọi người nghe thấy âm thanh đại đạo đứt gãy ở bên tai, chứ đạo nổ vang thiên địa chấn động kịch liệt hỗn độn tràn ngập có khí tức khai thiên bốn phía đó chính là kết quả khi hai loại tiến hóa văn minh thê thảm va chạm con đường hiển hiện dưới chân bọn họ đang rạn nứt đang băng diệt việc chém giết của hai người họ vô cùng đáng sợ cực kỳ kinh người bởi vì lập trường khác nhau nên khuynh hướng của người xem chiến cũng không giống nhau có mấy người rất khẩn trương trên mặt thiếu huyết sắc bởi vì loại quyết đấu này sẽ hủy diệt đường đi một phương, tiêu diệt con đường thật, bước ra dưới chân. Có người lo lắng cho sở phong, cũng có người lo lắng cho lạc thiên tiên. Âm uhm, đùng. Hai người họ bay ngược ra ngoài. Giờ phút này, hào quang mênh mông đang nhanh chóng thủ liễm, lộ ra chân thần của bọn họ. Lúc này dù là sở phong hay lạc thiên tiên đều tương đối thê thảm. Hình thể của hai người họ đều không còn hoàn chỉnh nữa, Vòng sáng bên ngoài cơ thể của sở phong bị phá vỡ Hơn nửa người biến mất Mạnh như thân thể của hắn Đều như vậy Có thể thấy được quyết đấu vừa rồi khủng bố dường nào Lạc thiên tiền cũng tương tự Không còn thấy hai chân thon dài Một cánh tay trắng nõn cũng biến mất Trên vòng eo thon Đều là chân huyết phát sáng Hai người họ giết đến bước này Có thể nói là lượng bại câu thương Sở phong tham khổ bất diệt kinh Thân thể còn hao tổn lợi hại như vậy có thể thấy được nghiêm trọng cỡ nào sắc mặt của lạc thiên tiền trắng bệch nàng dùng hồn quang viên mãn hộ thể lại bị đối phương phá vỡ phong ngự bị xé rách tiền cờ ngọc cốt đây không còn là áp lực mà nàng muốn mà là uy hiếp tử vong thật sự rất nhanh trên thân hai người họ dừng lên phủ văn bất diệt kinh của sở phong vang lên trong lòng huyết nhục tái sinh thân thể đứt đoạn liền lại ngũ tạng như tiếng sấm phóng ra ánh sáng rậm rạp trang trịt trên đạo cốt lộ ra hoa văn thần bí lạc thiên tiên nhìn lại thì khác đang dùng ấn đường làm đầu nguồn Chạy ra hào quang sáng lạ đó chính là hồn lực bổ sung nguyên khí tâm bổ huyết nhục sau đó tu bổ thân thể cái chân của nàng bị mất cấp tốc mọc ra chân huyết chảy ra ngoài cơ thể quanh thần phát sáng dựng lại cơ thể của mình